Mến chào tất cả các anh chị đang theo dõi kênh của em. Cũng lâu rồi em không có làm clip do công việc em hơi lu bu một chút xíu. Hôm nay thì em xin phép giới thiệu nhanh một chiếc đồng hồ Z. Chiếc này là máy Z hai mũi tên 8 gông 8 búa, zin nguyên chiếc nhé. Ngoại hình cực kỳ đẹp, máy zin và âm rất là hay. Nếu như thời điểm trước đây để mua cũng như là sở hữu một chiếc thùng như thế này thì giá chắc chắn là không hề rẻ. Hôm nay thì em bán chiếc đồng hồ này với giá 14 triệu 800, bao ship và thanh toán COD. Thùng này anh chị có thể lắp máy 10 vô tư với chiều sâu thùng là 16,2, cao 71 và ngang 35. Em cam kết chỉ bán hàng zin cũng như là em nói không với hàng kém chất lượng nha. Chiếc này âm thanh bên ngoài em đảm bảo là hay hơn trong clip, do em quay ở nhà hơi ồn nên là mong mọi người thông cảm. Nếu mà anh chị nào thích có thể liên hệ em qua số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn cho mình chi tiết hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như đồng hành, ủng hộ cửa hàng em trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe cũng như là có nhiều niềm vui trong cuộc sống.